Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời kỳ La Lina đạt đỉnh đã qua, thế nhưng hiện tượng này vẫn duy trì. Đây là hiện tượng bề mặt nước biển lạnh đi một cách bất thường và là yếu tố tác động mạnh mẽ khiến bão trên biển Đông xuất hiện dồn dập trong thời gian qua. Từ nay đến cuối năm, nhiệt độ mặt nước biển tiếp tục lạnh đi, sau đó biển Đông có thể xuất hiện thêm 1 đến 2 cơn bão, khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong 6 tuần còn lại của năm 2020. Vùng ảnh hưởng tập trung của bão thời kỳ này vẫn nằm ở Trung Bộ và Nam Bộ. Vì vậy, miền Trung có thể tiếp tục hứng thêm các đợt mưa lớn trong thời gian tới. Chiều tối qua 17 tháng 11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết tuyến đường độc đạo 71 đi vào Thủy Điện Rào Trăng 3 đã được thông suốt. Đây là điều kiện thuận lợi để ngày hôm nay, cơ quan chức năng đưa các phương tiện máy móc và lực lượng cứu hộ tiến vào hiện trường, tìm kiếm 12 công nhân đang mất tích, Trước đó do ảnh hưởng của bão số 13, tuyến đường 71 từ xã Phong Xuân, huyện Phong Điền đi đến thủy điện Rào Trăng 4 đã xuất hiện khoảng 5 điểm sạt lở, cản trở việc di chuyển lên thủy điện Rào Trăng 3. Ngày hôm nay 18 tháng 11, các lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục sử dụng máy múc để đào đất nắn dòng suối Rào Trăng, tạo dòng chảy mới nhằm phục vụ cho công tác tìm kiếm ở dưới lòng suối. Ngay sau khi cơn bão số 13 tan, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Bình đã gấp rút tổ chức thực hiện công tác khám chữa bệnh và vệ sinh phòng dịch sau bão lũ, đặc biệt là các vùng trũng thấp và các tuyến biên giới. Ông Hồ Píu ở bản Mò Ô Ô, xã Thượng Hóa, huyện Thanh Hóa, tỉnh Quảng Bình, bị thương trong cơn lũ vừa qua. Ông đã được quân y của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đến tận nhà chăm sóc. Nhiều bà con không có điều kiện đi lại cũng được khám bệnh cấp phát thuốc tại nhà các điểm tập trung như nhà văn hóa, trường học cũng được tận dụng làm nơi khám chữa bệnh cho bà con sau mưa bão. Gầy đuôi, về lần gầy tay, thì cũng như là đối với phòng thì có bác sĩ y sĩ vô lần khám kiểm tra để cho cho thuốc. Ngoài việc khám chữa đề phòng dịch bệnh, công tác dọn dẹp đảm bảo vệ sinh môi trường và xử lý ô nhiễm cũng được đồng loạt triển khai ở tất cả các tuyến biên giới, đặc biệt ở các vùng thấp trũng tiềm ẩn phát sinh dịch bệnh. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cũng đã tăng cường 5 tổ công tác đặc biệt cùng các thiết bị vật tư xử lý môi trường nguồn nước xuống các khu vực còn ngập úng để hỗ trợ bà con nhân dân. Ban ngành cùng uh, xuống đây tầng uh, bản mô ô để khắc phục cái hậu quả và dọn dẹp cái đoạn đường và những cái tổ nào trụng thì ưu tiên đó, cho dọn trước. thì nay Bộ Chỉ huy chỉ đạo của đơn vị tăng cường lực lượng về để giúp dân dọn uh, dẹp nhà cửa, vệ sinh làng bản rồi là khám chữa bệnh và cấp phát thuộc miễn phí cũng như là triển khai các hoạt động để giúp cho nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Hiện tại, chính quyền và các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Bình cũng đang phối hợp với bà con nhân dân tại nhiều địa phương tổ chức phun thức khử khuẩn, diệt bọ gậy, ruồi mũi, làm sạch nguồn nước phòng chống dịch bệnh phát sinh nhằm đảm bảo đời sống của người dân sau bão lũ.